Vâng, như vậy là trận đấu thứ hai cậu buồn cầm AC. Còn chim sẻ, vâng anh xem quá nhanh, không biết chim sẻ cầm quân gì. Bãi quả đầu khá đẹp, có cả bãi hiệu cạnh đó luôn. Vâng, hơi lag, không hiểu sao lại như vậy. Vâng, những con hiều vẫn đang chạy tan tác bên cạnh bãi quả đầu của cậu buồn VI. Mạng cậu buồn và mạng chim sẻ không thích hợp với nhau rồi. Vâng, hơi lag. Vâng, như vậy cậu buồn hơi phiêu, nông dân thứ 7 anh này cho ngay chặt gỗ, không phải nông dân điên quả, đúng là AC. Vâng, khá lag, lúc này chim sẻ đang tạm dừng. Gặp hai sư tử. Vâng, có chạy thoát không? Vâng, anh chạy thoát một con, sư tử đuổi theo vì anh giết nốt con sư tử. Không được rồi, anh đã bị chết vào nông dân ngay từ phút ban đầu. Màn hình hơi giật. Vâng, để tôi cố gắng khắc phục xem hai game thủ có điều kiện thi đấu tốt nhất. Để giật như thế này thì không ổn chút nào. Vâng, những nông dân cứ đi được một cái thì lại giật, rất ảo. Vâng, đánh Việt Nam, Việt Nam với nhau mà còn thế này thì không biết rằng đánh giữa Việt Nam Trung Quốc thì nó sẽ tung chảo như thế nào. Ảnh hưởng quá nhiều tới đẳng cấp của hai game thủ. Cậu buồn được cầm AC trận thi đấu thứ hai với chim sẻ, và chúng ta chưa biết được rằng là chim sẻ cầm con gì. Vâng, điều đó sẽ biết sau cũng được, không quá quan trọng. Một voi, một voi nhưng ở hơi xa. Và những con hiều rất cứng đầu. Ngày anh đang cố gắng đưa nốt ba hiều trong bầy hiều đầu. Bầy hiều đầu có 5 con, một con sẽ đóng ghét ăn đoạn nữa tính sau. Còn bây giờ ba con này phải cho về nhà ngay. Vâng, khá giật. Rogan, Oklahoma, Lorraine, Holmes, Yuri,
Clare, Yuri, Palma, Isa, Clare, Lalamas, 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 Isa, Clare, Isa, Isa, Clare, Clare, Yuri, Isa, Yuri, Isa, Oklahoma, Isa, Yuri, Lalamas. Homus. Idana E. Isa. Lalamas. Isa. Isa. Lalamas. Isa. Lalamas. Lalamas. Homus. Homus. Rogue. Lalamas. Yuri. Lalamas. Yuri. Lalamas. Homus. Lalamas. Lalamas. Idana E. Lalamas. Lalamas. Donna E. Isa. Lalamas. Vâng, các bạn có thể thấy rằng nhà cậu buồn không phải là quá đẹp. Anh đang lô đề cờ bạc khắp mọi nơi. Thomas. Isa. Rogan. Lalamas. 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 Oklahoma. Lalamas. 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 Isa. Thomas. Thomas. Donna E. Lalamas. Isa. Rogan. Isa. Thomas. Isa. Isa, Lalamas, 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 Isa, Donna E. Homus, Homus, Lalamas, Lalamas, Homus, Homus, Donna E. Homus, Clare, Homus, Lalamas, Rogan, Homus, Lalamas, Homus, Clare, Homus, Oklahoma, Lalamas, Homus, Lalamas, Clare, Isa, Isa, Oklahoma, Lalamas, Donna, Oklahoma, E. Isa, Rogan, Yuri, Lalamas, Yuri, Donna. Hát một bài cực kỳ nghiệt ngã của cậu buồn vì ai, mạng thì giật tung chảo. Lalamas. Vâng, có lẽ sau trận đấu này phải yêu cầu cả hai game thủ reset lại máy, xem mạng mẽo thế nào, vì đánh như thế này thì chết. Chất lượng của trận đấu sẽ rất kém. Và các bạn có thể nông dân của cậu buồn đi hựa hựa hựa. Vâng, quá lag rồi. Lalamas. Isa. Lalamas. Lalamas. Isa. Lalamas. Isa. Lalamas. 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 Lalamas.
Volumas, Volumas, Isa, Volumas, Somas, Somas, Isa, Volumas, Isa, Volumas, Omas, Donna, Oklahoma, Oklahoma, Rogan, Volumas, Isa. Vâng, chất lượng mạng không được tốt, vì vậy mà cả hai bên đều đang có ý kiến xin nghỉ. Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng khắc phục để chim sẻ và cậu buồn có thể thi đấu với nhau ở trong tình trạng mạng tốt nhất. Hơi lag. Vâng, lúc này thăm lại cậu buồn cầm AC đang là 43/48, còn chim sẻ trận này cũng cầm cung. Chúng ta cùng chờ xem đấy là cung gì. Vâng, dường như chim sẻ cũng là Summer AC hoặc Egypt gì đó. Nhà này là nhà của những quân đó. Đừng nói với tôi là hai anh đang solo AC với nhau. Trong khi cậu buồn điên hoang thì bây giờ anh bắt đầu đóng ruộng. Còn chim sẻ đi nắng thì trận này có lẽ là vẫn là phong cách quen thuộc, anh sẽ chắc bài. Vâng, rất lag. Vâng, pha vẩy e của cậu buồn, nhưng có vẻ là lag như thế này thì vẩy e cũng sẽ khó. Tham lai cậu buồn đang chỉ là 48/56 phút thứ 18:30. Vậy là chim sẻ đang điểm số cao hơn và sẽ gắn hết điểm quân của anh cũng sẽ là nhiều hơn rồi. Vâng, chưa thấy cậu buồn vì ai xem tham. Vâng, đây là chiếc S tiếp theo của cậu buồn. Rất khó khăn trong việc quét chuột. Không biết chim sẻ có gặp hiện tượng lag như thế này không. Chim sẻ thì vẫn hơn tất cả các game thủ khác của làng AI Việt Nam khả năng điều R cũng như là phát triển. Ở ngoài phút 20 thì có lẽ là chim sẻ không có đối về khả năng phát triển. Vâng, vừa rồi thì cậu buồn cố gắng giết một nông dân của chim sẻ. Trận này thì cậu buồn đã tìm ra chim sẻ ngay từ đầu. Này, chim sẻ này nằm trên góc vẫn là góc 2 giờ, giống như trận đấu anh cầm sen. Chiếc bè thứ 5 được cậu buồn tăng lên, sắp sửa full e. Vâng, cậu buồn vẫn đang áng ngữ trên một con dốc nhỏ. Vâng, chim sẻ đang rất đông, màn hình máy thì vẫn giật như bình thường. Các bạn ơi, cung giờ bắn một cái rồi lại nghỉ. Vâng, ngay cả lúc chạy cũng phải dừng giữa đường. Tham lai cậu buồn đang là 57/56, nhưng điểm số chim sẻ vẫn cao hơn. Cậu buồn cầm cung tuyển AC, bắn ra mới chỉ là 7-1. Không biết chim sẻ lên 7-2 chưa, bịa là phút 20 rồi. Cậu buồn bia mới tăng A, số A là 5. Vâng, như vậy là chim sẻ móc lốp vào nhà của cậu buồn. Các bạn có thể nhìn thấy hai cung R đã lao gần vào đến ruộng, sau đó lại quay ra. Vâng, một đạo quân to lao lên, nhưng cậu buồn đang đứng ở trên dốc một chút. Con dốc khá nhỏ, nhưng chắn cũng sẽ được cộng đam. Vâng, các bạn thấy sự khó chịu tới từ chim sẻ đi nắng. Tách hai cung R, một cung R bắn vào nông dân làm gỗ, một cung R bắn vào nông dân đang làm thực ở giữa nhà chính. Rất khó chịu. Vâng, các bạn ơi, chim sẻ vẩy e. Cậu buồn đã chạy rất xa rồi, nhưng chim sẻ vẫn là người vẩy e.
rồi thì cậu Buồn cũng vẩy tiếp hai ghe để thu hút sự chú ý ngựa R của chim sẻ đi nắng. Hai cung R móc lốp, chim sẻ đã mất hình. Vẫn có những nông dân đang lang thang trên bản đồ. Vâng, thấy một bãi quả rồi. Ba nông dân, vâng, bốn nông dân chạy đi thì chỉ chết một, còn lại có ba. Bây giờ thì chim sẻ ốp thẳng BA của cậu Buồn. Một đạo quân cực to ốp vào BA. Cậu Buồn đang phải kéo quân về, hay anh quyết định đổi nhà với chim sẻ đây. Anh vẫn đang sóc những nhà BA khá đều. Và một đạo quân như vậy đã quyết định lao thẳng vào nhà chim sẻ. Chim sẻ đang đứng bắn A. Còn cậu Buồn thì đang lao vào nhà của chim sẻ bằng một đạo quân cũng không hề nhỏ. Vâng, như vậy là cậu Buồn ra quân nào anh sẽ rút lại quân đó, quyết định đổi nhà với chim sẻ rồi. Cung R AC đang đứng đằng sau hai cánh rừng để bắn vào những nông dân ăn gỗ. Vâng, một trận đổi nhà khá hay của cả hai game thủ. Đây rồi, chim sẻ cũng đang có rất nhiều quân để ở nhà mình. Ô, toàn bộ số quân mình có lao thẳng vào nhà BA của chim sẻ. Vâng, chim sẻ kéo toàn bộ quân về để cứu nhà. Rất nhiều cung R của chim sẻ đang ốp A của cậu Buồn lao thẳng về. Chim sẻ đã ăn được một móng BA của cậu Buồn. Vâng, điên cuồng về E để chặn cung R của cậu Buồn với ai. Vâng, có lẽ cậu Buồn sẽ mất toàn bộ số cung này rồi. Đấu cung với chim sẻ không bao giờ là dễ dàng. Vâng, rất đông cung R. Ngày chim sẻ đang bắt dần dần những đạo quân đi công nhà của cậu Buồn VI toàn thương binh. Tiếp tục quay trở lại nhà BA để ốp. Vâng, có lẽ lợi thế vẫn hoàn toàn thuộc về chim sẻ. Vâng, chim sẻ với số lượng đông hơn đang lao hẳn lên dốc để bắn vào những cung R của cậu Buồn VI. Vâng, cậu Buồn VI vẫn đang sóc cung nhà 1 và nhà 3. Có lẽ phải xây thêm một nhà BA nữa để xin ra nhiều quân hơn. Một đạo quân to cậu Buồn vẫn đang lang thang giữa bản đồ, chưa biết đi đâu và về đâu. Có lẽ anh sẽ phải cứu, vâng, lao về nhà để cứu nhà thôi. Vâng, đây rồi, chim sẻ cũng đang thêm một đạo quân để bắt quân của cậu Buồn. Nhưng chúng ta cùng chờ xem ai mới là người bắt ai. Trong tuần này thì cả hai đang bắt nhau. Các bạn có thể thấy rằng là chim sẻ cũng rất đông quân, sắp đều của nhà BA của mình. Nhà cửa chưa bị đụng vào. Còn cậu Buồn VI mất khá nhiều thời gian để nông dân chạy có thể đi kiếm ăn hoang. Nhà chim sẻ trận này cực kín, anh đã phát triển rộng xuống góc 3 giờ. Những cánh rừng hy vọng trong 3 giờ có rừng, nếu không thì cũng hơi tù. Vâng, liên tiếp vẩy e chặn đường của cung R cậu Buồn lao vào nhà chim sẻ. Lại mang quân về thủ. Tham lai cậu Buồn là 6x. Có lẽ bây giờ tham gia của chim sẻ 8x rồi. Vâng, cậu Buồn vẫn liên tiếp lao vào nhà của chim sẻ để móc máy. Vâng, bị vẩy e bắt quân, bị bắt rất nhiều quân rồi. Cậu Buồn đang phàn nàn rằng mạng kém và giật không thể điều chỉnh được. Vâng, có lẽ tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn đúng trên màn hình. Cung R bắn vẫn còn bị giật lag, như vậy rất khó điều khiển. Có lẽ trận thứ hai này cậu Buồn cũng sẽ thua rồi. Số quân của anh đang còn rất ít. Vâng, vẩy e chặn đường đi của chim sẻ. Những pha vẩy e bất thành. Vâng, nông dân quyệt e nhưng không thành công. Toàn bộ số lượng quân của cậu Buồn bây giờ còn lại không nhiều. Mặc dù đây là cung tuyển AC có lợi thế không. Vâng, chim sẻ cầm dường như là Summer không phải là AC. Nhưng mà nông dân khá chỉ bắn vào rất lâu chết. Khó rồi, bị ô ba. Rất đông và hung hãn. Vâng, cậu Buồn quyết rồi. Summer. Vâng, tỷ số là 2-0 cho chim sẻ. Chúng ta cùng chờ đợi xem có được tiếp tục trận đấu không khi mà chất lượng mạng đang quá kém.